Tiếp nối cái những cái chuỗi review series của Calerotone, thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các bạn cái cây Calerotone loại điện tử. Thì đây chính là trên mặt bàn này, đây có 3 cây, nó chia thành những cái giải như hơn như sau. Ví dụ như đây là cái cây T3DT60H thì là từ 12 đến 60, T3DT85H là từ 17 đến 85 và T4DT135 là từ 27 cho tới là 135 newton. Ok, thì mình có thể hiểu cái mã cây Calerotone này như sau. Ví dụ như là T3DT60H, 3 ở đây thì nó thể hiện cho cái đầu vuông, tức là 3/8. Còn T2 thì là 1/4, cũng như là đây là T4 thì chúng ta có thể là 1/2 newton. T6 thì là 3/4 và T8 thì là đầu 1 inch. Đó, còn DT đây thì là cái series của cái dòng cây lực đó, 60H đây thì có thể hiểu là 60 newton. Đó, đây là một vài thứ để mà khi mà chúng ta nhìn cái mã hiệu của cái cây Calerotone để chúng ta có thể đoán được ra. Và bây giờ chi tiết thì mình sẽ tổng quan một chút ở trên cái còn một chút ở cái phần cái lên lực ở trong cái cuốn catalog này đi. Đây là cái dòng hôm nay mình muốn giới thiệu, thì mình đang giới thiệu 3 mã là T3DT60H này, 85H và T4135H này. Đây là cả một cái series cờ lên lực điện tử của Tone. Đó, cơ bản là vậy. Chi tiết sẽ có hộp như các bạn xem này, đóng gói thì được đóng gói bằng cái hộp nhựa chống sốc này, tiện lợi bảo quản cũng như mang đi thi công. Thì cung cấp bao gồm của nó là gồm có một cái lên lực chính này. Cái này thì không có bao gồm pin. Nhà sản xuất thì có cung các bạn có thể mua thêm những cái dòng pin pin kiềm hoặc pin khô. Đó. Hoặc là nếu không thì chúng ta có thể mua pin ngoài sử dụng cũng được. Một cuốn hướng dẫn sử dụng. Cáp kết nối dữ liệu với máy tính. Và không thể thiếu đó là một cái tờ tiêu chuẩn được cung cấp bởi Tone. Ok. Và cuối cùng thì đây là một đĩa CD cài đặt phần mềm để chúng ta có thể chuyển đổi dữ liệu giữa cái cây cờ lê lực này cũng như máy tính. Mấy cái hộp này thì cũng tương tự vậy, những cái giải cờ lê lực lớn hơn thì nó chỉ khác nhau về cái chiều dài thôi. Cuốn hướng dẫn sử dụng này thì hầu hết là bằng tiếng Nhật thôi. Các bạn có thể xem chi tiết ở trên kênh unitool.vn thì mình cũng đã hướng dẫn cơ bản để cách sử dụng cờ lê lực này. Còn đây chính là cái nhân vật chính ngày hôm nay. Mình sẽ nói chi tiết về một cái mã này. Mã này là T3DT60H, như lúc ấy nói thì đầu vuông của nó là 3/8 inch. Và 60H đây thì đó là cái lực newton của nó, lực newton tối đa đấy, 12 đến 60 newton mét. Cái phần này bốn cái con ốc này thì để mở ra lắp pin. Ở đây thì mình cũng đã lắp sẵn pin để có thể demo luôn cho các bạn rồi. Tổng quan một chút như sau. Đây là các nút nhấn. Đây là nút nhấn mở hay nút nhấn reset, để nút chuyển đổi đơn vị cũng như là chọn một số những cái tính năng. Lúc này là để liệt kê những cái giải lực mà chúng ta đã setup. Cái cây cờ lê lực này thì nó có 9 cái vị trí cài đặt lực. Ví dụ như chúng ta đang muốn kiểm soát 9 cái con bu lông, lực có 9 con bu lông nhưng mà có giải lực khác nhau ở trên, ví dụ trên ô tô này chẳng hạn, thì mỗi con ốc này thì chúng ta sẽ cài đặt một cái lực riêng cho nó. Ví dụ đây là có mình lúc ấy mình cũng đã test qua đây, mình cài đặt 5 chế độ này. Đấy, 44 này, 50 này, 3 newton này, 6 này, chuyển đổi đơn vị này. Đó. Ok. Đấy, sau khi mà ví dụ như ở đây tôi chọn một cái giải lực là 12.42 newton đi để kiểm tra một cái lực siết con bu, để có một con bu lông như vậy. Đấy. Điều phần cái phần điều chỉnh tăng giảm lực cài đặt. Ở phần này chúng ta có một cái loa này dùng để báo hiệu cái âm thanh khi mà nó đạt lực hoặc là gần tới cái vị trí đạt lực, kèm theo một cái giải tín hiệu âm thanh tín hiệu ánh sáng. Nó sẽ chạy từ màu vàng tới màu đỏ là đã đạt tới lực 100% hoặc là quá lực. Cái phần này là dùng để kết nối với cả máy tính này. Đó. Kết nối. Để chi tiết cái phần mà hướng dẫn kết nối với máy tính này nào thì tôi sẽ làm một cái video riêng. Đây, chuối phần ta cái cầm như này, siết. Con này thì có thể siết bằng hai đầu luôn, kiểm tra lực bằng hai đầu. Nó khác với một số dòng mà chỉ có thể kiểm soát lực bằng một đầu thôi. Đó. Ok. Bây giờ thực tế thì mình sẽ demo luôn cho các bạn xem. Đây, thì thao tác thì kết nối với cả đầu khẩu. Đây thì có nút nhấn nhá. Nhấn để kết nối với đầu khẩu này. Ok. Thì cái cây cờ lê lực này nó có giải lực từ 12 tới 60 newton và cái hiển thị lực tối thiểu của nó là phải đo cái con bu lông có giải lực lớn hơn 0,3 newton thì nó mới cái hiển thị ở trên cái mặt đồng hồ này, còn nhỏ hơn nó sẽ không hiển thị. Đây, mình sẽ test cho các bạn ở cái vị trí là 12, giải lực là 12,42 newton. Đây, ta nha. Đấy, các bạn thấy không? Có thấy không? Mình thấy đo được không? Đây, ví dụ này, 6 này, 7 này, 8 này, đấy. Đấy.
Đấy, hơn hơn cái dạy lực mà mình cài đặt thì nó sẽ vượt qua ngưỡng đỏ này tới 100% hoặc là hơn thì nó sẽ ok, sau khi mình đo xong thì nó sẽ tự động lưu cái kết quả lại và cái kết quả này lại và lại, và nó có thể lưu được hơn 200 cái kết quả đo. Đấy, lại một lần nữa nha. Đấy, rồi. Đấy, 2, 4 này, 5 này, 6 này. Bắt đầu khoảng hơn 10 bắt đầu nó sẽ kêu. Đấy. Đấy. Ok. Sử dụng nó cũng đơn giản thôi. Một số những cái tính năng tùy chỉnh nữa thì mình sẽ hướng dẫn trong một cái bài kết nối cờ liên lực về máy tính, cũng như là hướng dẫn chi tiết cái cách sử dụng nó. Và cái cây cờ liên lực này điện tử này hiện tại là Unicom GSC đang có sẵn giải tới 500 Newton mét. Đó, các bạn mà có nhu cầu mua sử dụng hay là tư vấn cho nhà máy thì có thể comment dưới video hoặc gọi tới hotline của Unicom GSC 0961 172 212. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.